Xin chào các bạn. Sau đây mình xin dẫn các bạn gỡ bỏ một phần mềm trong máy tính. Ở đây thì đặc biệt nó sẽ là những cái phần mềm về thiết kế đồ họa. Sau đó mình hướng dẫn các bạn cài lại nó như bình thường. Thì thứ nhất là có khi mà các bạn có một cái bản Photoshop là bản thiết kế bất kỳ nào đó, ví dụ như là Illust hoặc là AEPR đây chẳng hạn, các bạn muốn hủy bỏ thì các bạn đơn giản là các bạn tìm đến cái biểu tượng của nó trong mục Start ở Win 10 đây. Đó, các bạn thể ấn All Program và các bạn sẽ chuột phải chọn Uninstall. Đấy, thì nó tự động nó sẽ ra cho các bạn cái bảng là gì nhỉ? Control Panel ở trong mục gọi là O Control và Program Feature. Thì các bạn muốn gỡ bỏ nào thì các bạn sẽ chuột phải và tiếp vào các bạn chọn Uninstall. Đấy, rất dễ. Đây, các bạn sẽ bấm vào Remove Preference Uninstall. Đấy, thì đây nó báo là cái phần mềm này nó đang đang chạy nên là không không cài được. Đấy, thì khi mà các bạn cài đặt hoặc các bạn gỡ bỏ một cái gì đấy thì tốt nhất là các bạn nên tắt bỏ hết những cái ứng dụng đang chạy liên quan đến nó đi. Ví dụ như là ở đây mình đang chạy shop thì mình tắt bỏ đi. Đấy, hoặc là ví dụ đang chạy Illust thì các bạn cũng có thể tắt luôn định được. Rồi, thì bây giờ mình sẽ cho nó gì uninstall lại. Rồi. Đấy, rất đơn giản. Còn nếu mà các bạn không theo có không phải là Win 10 thì có thể các bạn sẽ tìm đến cái mục Control Panel. Ở rất nhiều máy, mỗi máy nó có một cái chỗ control panel khác nhau. Nhưng mà nói chung nó vẫn là một control panel thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ cài lại nó. Thì sau khi mà hủy bỏ cái bản Photoshop vừa rồi xong thì nó sẽ báo như này. Đấy, thì ví dụ như nếu mà các bạn muốn cài bản mới thì các bạn có thể hủy bỏ bản cũ đi. C6 thì các bạn cài bản CC. Nó đang có CC015, các bạn hủy CC, các bạn cài lên 2017 chẳng hạn. Thì mình sẽ cung cấp cho các bạn một cái bộ cài. Thì trong bộ cài của nó sẽ bao gồm, đây ví dụ như bộ cài shop chẳng hạn, nó sẽ có bao gồm phần patch là phần để các bạn crack, phần Photoshop đây là cái phần để các bạn cài đặt. Nếu mà các bạn cần thiết thì có thể các bạn mở thêm những cái phần cách cài Photoshop này nữa cho nó chắc chắn. Đấy, thì khi mà các bạn muốn cài, các bạn sẽ kích vào cái folder thứ hai, tìm đến cái file setup. Rồi. Sau khi chạy xong cái màu xanh lá như này, các bạn sẽ chọn try. Nó yêu cầu các bạn phải sign in thì trong cái bước như này các bạn nên tắt bỏ mạng. Rồi, sau đó các bạn ấn sign in. Vì các bạn để mạng là nó sẽ báo các bạn nhập ID các kiểu lằng nhằng. Tốt nhất là các bạn tắt mạng đi. Đấy, nó báo là internet không có kết nối, sẽ thử lại sau chẳng hạn. Mình sẽ ấn accept. Đấy, và các bạn sẽ ấn install. Yes. Đợi khoảng độ một thời gian nó sẽ chạy xong cái này, các bạn sẽ hoàn thành quá trình cài đặt. Đây, cái máy của mình nó khoảng độ 1 phút. About 1 minute. Đấy. Mỗi máy nó có một thời gian cài đặt khác nhau tùy theo cái độ nhanh của cái máy đấy. Nên là cái quá trình này có thể là nó nhanh chậm tùy máy nữa. Và các bạn chú ý ấy, nếu mà các bạn cài, các bạn phải tắt bỏ hết những cái ứng dụng Adobe đang chạy. Ở đây mình tắt hết rồi, nó không còn gì của liên quan đến Adobe nữa, nó chỉ còn lướt web với lại cái phần mềm mình đang quay phim thôi. Rồi. Như vậy là xong thì các bạn sẽ ấn close. Đừng ấn launch now nhé, ấn close.
Đấy. Sau khi bạn close này xong, các bạn sẽ quay ra cái mục là Adobe CC 015 Patch. Các bạn sẽ kích đúp vào cái file Universe Adobe Patch 1.5 đây. Nó sẽ ra cho các bạn. Đấy, một cái bảng crack. Thì cái bảng này nó chuyên để gọi là crack các phần mềm Adobe đây. Thì trong trường hợp này mình muốn crack Photoshop thì các bạn sẽ bấm vào mục này. À, mình cho loa bé bớt một tí. Đây. À, các bạn sẽ bấm vào cái mục patch này, các bạn chọn đến cái phần mềm các bạn cần crack. Ví dụ như đây là Photoshop CC 2015. Các bạn sẽ ấn patch xong. Đấy. À, ví dụ các bạn đã cài luôn cả Illustrator hoặc là các bạn cài luôn về Premiere After Effects thì các bạn cứ thế chọn vào cái phần gì nhỉ, cái tên của nó ở đây và các bạn sẽ ấn patch. Mỗi lần patch này nó sẽ crack một cái phần mềm tương ứng trong cái bảng như này. Đấy, sau khi xong các bạn sẽ ấn tắt đi. Ok. Rồi. Thế còn nhiệm vụ các bạn sẽ phải lôi nó ra ngoài desktop thì tùy theo máy. Những cái như này thì các bạn phải có kiến thức một tí về phần tin học. Ví dụ các bạn ở trong Win 10 này, các bạn bấm một cửa sổ này chẳng hạn. Các bạn bấm vào tất cả các chương trình OS. Đấy, các bạn sẽ có Photoshop 2015. Các bạn thể kéo trực tiếp ra hoặc là các bạn mở cái phần đặt của nó trong máy tính, Open File Location. Đây, nó đang đặt ở chỗ này, các bạn chuột phải Send to Desktop chẳng hạn. Thế là các bạn đã có cái phần mềm Photoshop. Đây. À, mình kích đúp vào để cho nó bắt đầu hoạt động. Rồi. Còn cái giao diện và cái cách hoạt động của nó thì các bạn sẽ phải tìm hiểu thêm.